Yeah. Oh. Ủa, đâu? May quá. Ông tự chơi. Anh em rồi. Ủa vậy. Này do lỗi do giày em nha. Hello anh em, hiện tại là mình đang ở sân Bana. Đây là lý do mà gần đây mình không ra video clip thường xuyên nè. Mà cuối cùng thì nó cũng đã hoàn thành sân bóng Bana đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam lúc này nha cả nhà ơi. Một ý tưởng rất là táo bạo mà mình ấp ủ mấy năm trước nay đã thành hiện thực rồi. Một sân chơi dành cho những anh em đam mê bóng đá kỹ thuật 1v1 và sâu kim sọ hán. Yeah 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 yeah, sân bóng đá Bana T-Reside nằm trong khuôn viên sân bóng đá Phạm Minh Giang ở quận 12 nha cả nhà ơi. Anh em nào muốn chơi thì cứ ghé qua. Hiện tại thì mở cửa cho chơi miễn phí và tự do luôn nha nha nha. Nay có một trận đại chiến giữa hai người em của mình đang ở trong sân. Đó là Long BK và Nguyễn Hải Lam. Long với Lam thì chắc không xa lạ gì với kênh mình rồi ha. Hai người em Reseller Football thường hay đi diễn chung team với mình. 3 phút, ai ghi bàn nhiều hơn người đó giành chiến thắng. Sọ hán giành chiến thắng. Sọ hán là một cái pha chủ động đá qua chân đối thủ nha. Ai bị tụt quần thua luôn. Ha, chủ động đá qua nha. Rồi ghi bàn mà đá banh dội tường vô khung thành là không tính. Phải là đá trực tiếp vào khung thành. Phải trực tiếp đá qua chân thủ qua hán thì mới thắng nha. Rồi 3, 2, 1 vô. 3 phút bắt đầu. Ai bấm giờ giùm nha. Luật đá Bana cơ bản chỉ có vậy thôi. Còn chi tiết hơn mình có hẳn một cái banner treo trên sân luôn. Anh em thắc mắc gì có thể hỏi trong phần comment nhé. Mình có thể trả lời cho anh em biết luôn. Oh, Lam win rồi, Long lên đường. Chưa hết 3 phút nữa. Ok, Lam. Sao cảm giác có một pha sâu kim như thế nào? Trận nữa hả? Đá điện nữa không? Rồi, trận nữa. Rồi, tiếp tục. Vừa chơi mà ừ. Ủa ghê vậy. Ủa sao có mấy đôi dép chổng vậy. Anh em đừng chê ba vì hai ông này đá mà không ăn giày nha. Hôm nay hai đứa em tính ghé vào cà phê coi sân thế nào thôi chứ không tính đá. Mà tự nhiên cạnh anh nhau hay sao ấy. Xét kèo vô quốc trận luôn á. Trời ơi chân bự vậy không sợ đó. Một phút đã chơi qua. Ghi bàn đi. Sắp hết giờ rồi. Một phút đã trôi qua. Một đều. Ôi, không có xài tay nha. Ờ, vai thì được, không xài tay nha. Hán kia, trời ơi. Hai con người lần đầu tiên chơi Bana, không có máu lửa gì hết, toàn giỡn không. Lần thay giày đi anh. Lần thay giày đi. Ừ, thay giày đi anh. 2 phút đã trôi qua, tỷ số vẫn đang là... Rồi, 2-1. Hán kia, trời ơi. Tí Luân và anh Luân vào chơi với Trung này. Thế em mới chọn này thì em chưa có. 3-1. Tiếp tục, 30 giây nữa. Làm khép hán ghê quá. Rồi, trúng cột dọc. Còn 15 giây nữa. Không cho Vĩnh Tuân. Không cho đá kiểu này là dirty play. Đá này xấu quá không được. Không được dịnh tay Tường, 4-1. 10 giây nữa. Tầm này thẳng không em ạ? 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Sao? Nhận xét sao? Thốn, thốn. Yeah. Kêu Long. Mệt rồi. Mệt không? Mệt hả? Ok, thôi thả cửa ra nè. Ok, mình thay giày cái hả? Kết quả của cặp đấu này, Hải Lam thắng một trận bằng Bana và một trận bằng tỷ số. Cho Lam giữ anh trước luôn á. Sau khi thay giày xong thì đối thủ đầu tiên của mình là Hải Lam Restyle. Vô 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 vô. Ôi, làm nó khéo dữ vậy. Sao cài lưng không vậy? Lúc này thì mình bỏ khung thành cho đá vô luôn mà không thấy đá vô, chắc là muốn kiếm hán mình. Ok, đã giành lại quyền kiểm soát bóng.
Và do là hôm qua trời mưa hơi lớn nên mặt sân hôm nay hơi ướt. Mà đã vậy chơi quả banh không phải quả banh chuyên dụng cho đá banh banana nữa, nên nó hơi trơn trơn trượt trượt tí xíu. Khép hé gì cũng qua nữa. Như vậy là đã hạ knock out Hải Lam Restyle bằng một pha bóng sở trường. Đây, sân xuất hiện của Đỗ Kim Phúc. Đây là lần đầu tiên được thử một cái sân Pana 1 vs 1 trong chơi chơi như này. Đây, đi. Thôi, ok, ai đi chơi? Anh thì mà chơi thử cho vui, cứ chơi đi xong rồi tập dần dần. Ok, Phúc chơi đúng không? Đó, rồi, hai anh em này Phúc chứ ha. Cậu phá lại. Trận tiếp theo đây thì mình nhường cho Đỗ Kim Phúc đá với lại Quý 11 ngón từ Cần Thơ lên. Anh em nào biết Quý 11 ngón thì comment vào đây nhé. Hay quá. Phúc đã giành quyền kiểm soát bóng. 1-0. Quý với Phúc có hẹn nhau là một trận banh, thì sẵn tiện mình có sân đây rủ hai anh em qua đây chơi luôn. Thế là được một kèo đông đảo các anh em YouTuber. Hay quá. Trời ơi, xít tí. Ơi, xít chết. 30 giây. Banana. Đỗ Kim Phúc win. Phúc giành chiến thắng knock out với pha sâu kim rất hay. Siêu kỹ thuật này tên gì, ai biết thì comment vào đây nhé. Chơi phải đập tay nha. Dạ. Giờ thì hai người giành chiến thắng ở trận trước đấu với nhau nào. Không. Vừa rồi là một pha Hail 90 Bana mình rất hay làm để xóa hán đối thủ. Tuy không thành công nhưng đem lại một bàn thắng cho mình. Trời. Đừng làm anh khỏe quá. Ôi, nổi. Mặt sân cỏ tạo hơi ẩm ướt, còn trái banh này hơi trơn trơn trượt trượt, kéo anh hụt hoài, chán ghê. Nhưng thôi không sao, đã lấy lại quyền kiểm soát bóng. Ôi, một điều. Pha này Phúc chọt cái chân vô để cướp bóng, vô tình bóng lăn qua hai chân mình văng vào lưới. Không tính banana nha cả nhà. Mệt quá. Hai một. Mệt quá. Chủ sân nó khác khỏe quá. Chủ sân khỏe quá. Tìm cách sâu kim nhưng Phúc khép háng kỹ quá. Phải thay đổi chiến thuật thôi. Quá rồi. 2 phút. Ông ơi, cây nhà có sân. Ta ngày nào cũng đã là trời đét mọi người. 3-2. Úi chà, lo kiếm hán bị gác rồi. Gỡ thôi. Kiếm bàn gỡ thôi. Ôi đâu. Mày quá. Ông tin rồi. Anh nhà sẽ dạy em rồi. Ôi dạ. Này do lỗi do giày em nha. Đâu có sân đây chứ. Một pha tranh chấp tuột cả giày của Phúc. Thôi fair play đi. Coi như bàn thắng vừa rồi không công nhận. Gỡ lại nè. Oh.
ba đều. Ba đều. Đốc mồ hôi á. Đúng là mệt rồi mọi người. Bốn ba bốn đều. Ok đều. Ba phút hết giờ ở cái đoạn mình gỡ hòa ba đều á anh em. Nhưng mà mình tính đá kiểu ai xỏ háng được thì nghỉ, mà Phúc nó chạy sớm quá, thôi để người khác đá nè. Vô Lương sư phụ với lại Đức. 3, 2, 1 action. Quả bóng vàng Futsal 2017 đấu với Đức Cống của team Quý 11 ngón. Mang áo okay, số 20 của Nguyễn Đức. Liệu anh sẽ làm gì? Ui, không tin. Xích tí ba nè. Ok. Qua hán một lần thua luôn hả? Không vào. Qua hán là thua. Hay quá. Ủa anh em. 1-0. Lâu lâu mời được anh Lương sư phụ ghé chơi. Đá banh Futsal thì hay đấy. Còn đá banh Bana thì sao? Mọi người chờ xem nhé. 2-0. Chờ Đức. Thời gian còn rất dài. Ok, ráng xỏ đi anh. Một pha giật gót rất hay, tuy nhiên bóng lại không vào khung thành. Sân hơi trơn thì phải, do hôm qua mưa. Sao sân này mới ép được anh thôi? Được. Thì ép thì khó không chơi bóng. Đỡ bị... Xích tí qua hắn. Xích tí là có bà nè. Rất nguy hiểm. Yeah! Phá số kim của Lương sư phụ. Hay quá. Lương sư phụ. Yeah. Tuyệt vời. Bị gác hai trái vẫn xóa hán được. Giờ thì mình lấy lại thể lực rồi, vô đấu với lại quả bóng vàng Futsal Việt Nam nào. Ôi trời, chữa qua trời. Ôi, 1-0. Không. Mấy pha kiểu chọt chân bóng xuyên qua hán này nhiều trong trận đấu, nên luật có ghi rất là rõ ràng nha anh em. Phải là người kiểm soát bóng và chủ động đá bỏ bóng qua hai chân đối thủ thì mới được tính là Bana. Hai là thấm mệt. Nãy giờ tung skill liên tục nhưng không sâu được quả nào, chắc phải thay đổi chiến thuật thôi. Đừng sử dụng bắt bài thôi. Yeah. Hay quá. Yeah. Một pha show game khá cơ bản của mình với anh Luân sư phụ. Không biết anh ấy có thả không đây? Anh em thấy thế nào? Comment cho mình biết với nhé. Show game Luân sư phụ. Tiếp tục một trận nữa với Quốc Khương GK. Không mở quá, nó xài tay nha. 1-0. Đối với mình áp lực quá hay sao, tự đưa banh vô lưới nhà luôn vậy. Một đều. Ba đà. Yeah. Đây là một siêu kỹ thuật mình rất thường hay sử dụng để so háng. Anh em nào biết tên skill này thì comment nha. Rồi, giữ luôn. Đi bàn luôn em. Anh thi chỉ là một cái tên thôi. Hay quá. Hay. Dạ. Háng hơi bự nha, háng hơi bự vậy. Chết rồi, thua hai trái rồi. To nha. Ê, bự nha. Thắng được nha. Dẻo đấy. Bắt không. Đi ra thôi. Đồng ý. Đi gì đã xảy ra. Anh đi đó. Tiếp ba đi em. Kinh nhiều không? Anh đang canh hàng thôi. Kinh nhiều không? Anh đang canh hàng đấy. Đi gì đây xảy ra. Bốn không. Đổi sân đi. Đi lên. Đi sân đi, đổi sân rồi.
mới có một phút à, làm sao đâu. Năm nay bị ghét bốn trái rồi, phút này mà ghi bàn gỡ hòa thì chắc cũng khó đấy. Thôi canh me sâu kim thôi. Đi thêm bàn nữa đi, còn chiến thắng. Bơi chứ lắm mà đấy. Kép lại giờ đi nhảy chậm chậm luôn. Chậm chậm hả? Nhiều bị đau bụng. Ok. Ghét bốn trái mà mình ba na là mình thắng luôn. Ok. Ok nè. Thấm này còn người ơi. Mệt nãy mới thua bốn trái đó. Theo là một cái áo trắng. Áo trắng lượng của anh Kido là hơi to. Ui nhiều luôn. Một không cho mình côn. Cái hán này lúc nào cũng khét. Yeah yeah yeah, heo Nachi Pana skill sở trường nha anh em. Tên em luôn. Nào. Ấy à, được cái nhỉ? Ủa khéo thế. Không được đâu. Anh nói làm nhân hợp. Bạn này là không thể ghi bàn luôn. Quyết tâm là anh sống lên thi luôn này. Ồ. Được em. Đấy. Một không. Một đều. Hay quá. Còn nghe nghe như gầm. Đặt kỷ lục mới luôn. Rồi. Đúng rồi. Đường chân quá bự. Kêu. Ok. Ai nữa? Nãy giờ mình đấu với mấy anh em thành viên trong nhóm của Quý 11 Ngón. Còn bây giờ mình đấu với trưởng team luôn. Một không. Hay giờ tự nhiên quay đến đây thì cái máy quay của mình nó hết pin. Nhưng thôi không sao, kết quả cũng không khác gì mấy trận trước. Mình thắng 3 na. Và thôi, nhường sân khấu lại cho những anh em khác chơi nào. Bỏ tay nha. Đỗ Kim Phúc đấu với Quốc Hương GK. Hán kìa, còn không ghi bàn đi. Oh! Tuyệt vời, DKB. Giờ thì Đỗ Kim Phúc đấu với anh Luân sư phụ. À, bỏ không. Ừ. Phúc mệt rồi, Phúc thở rồi, thở dữ lắm rồi. Thở rồi. Quá tuyệt vời. Quá. Anh Luân sư phụ rất chăm chỉ ghi bàn. Đó. Cơ hội anh Phúc. Cơ hội. Cơ hội ra. Cơ hội chỉ đến một lần thôi. Mà anh Luân cho quá trời lần luôn kìa. Quá trời châm châm hoáng quá trời luôn không sợ. Nè đây 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 đây. Mà rồi rút mà rồi. À. Sao ta? Mà rồi. Kìa. Ba na, ba na. Yeah. Thật ra. Quá là mà. Mày tốt rồi. Mình tốt nằm đấu luôn. Quá bà na. Vừa xong rồi. Trong đầu là nghĩ thôi nghe. Anh đá em nhanh lên rồi ra em. Một pha sâu kim rất bất ngờ của anh Luân sư phụ. Có thể là do quả bóng bị ướt nên nó trượt qua hai chân luôn. Quả hay quả bóng vàng ơi. Còn bây giờ thì anh Luân sư phụ đấu với lại Chung Chia, một cầu thủ chơi sâu kim ở Đắk Lắk. Ô là là, Chung Chia có đôi chân cũng rất là nhanh và khéo léo lắm à nha. Này cũng freestyle anh thầy. Ừ đúng rồi. Hay quá, phải cái bàn của anh Luân. Một best freestyle gặp với huyền thoại một phút xanh. Skill dụ của anh Luân sư phụ. Chân này anh Luân chắc gặp ngay cả rồi. Oh. Hay quá. À.
hai bên đua nhau sâu kim. Wow! Chiến thắng luôn. À, vẫn là huyền thoại của Phúc Sanh. Những pha sâu kim của anh Luân rất đơn giản và gọn gàng nhưng lại đem lại hiệu quả tối đa. Cảm xúc sau những trận thi đấu banana thế nào anh? Thật sự là quá là mệt. Quá mệt luôn hả? Quá mệt. Một trận có 3 phút mà mệt như vậy. Anh đá futsal một trận tới 40 phút mà. Nhưng mà cũng có thay ra thay vô nhưng này là 3 phút là 3 phút là chết trong trong đó luôn đó. Chết trong đó luôn. Mà không được thở nữa. Giờ là thở không đều đây. Hay lại nghĩ có lực là mình cũng giống như chơi futsal thay người anh. Hả, được thay người hả? Ok. Chia đội, một đội 3 người. Thay ra thay vô. Ở trận đấu đâu có dừng lại đâu mà cho thay. Thay người hả? Anh em thấy sao? Comment cho mình biết với nhé. Là chạy ra là coi như bỏ công thành chống để đá ghi bàn luôn hả? À ý là mỗi lần thay người chấp nhận bỏ ghi bàn đúng không? Được không? Thường cảm giác khi chơi này thấy mệt sao? Quá anh ơi. Mệt hả? À? Sao anh em nào cũng thấy mệt vậy ta? Mệt lắm rồi. Sao thấy anh còn khỏe lắm mà sao em thấy mệt nhỉ? Tâm lý bị sổ háng rồi đó, nó tăng thêm phần đúng rồi, cái phần mệt đó. Nói chung là để mà chơi được bộ môn banana thì chúng ta cần phải có một thể lực rất là tốt. Còn kỹ thuật nữa. Còn phải khỏe hơn cả sân 7 luôn, tại vì sao? Trong 3 phút phải di chuyển liên tục, không có thời gian nghỉ một chút nào cả. Đúng rồi. Là còn phải nghĩ xem là mình sẽ làm động tác gì để dê qua đối thủ này, xỏ háng hoặc là ghi bàn nữa, nên là cùng một lúc phải xử lý rất nhiều yếu tố nên là sẽ là rất là mệt. Phải những cái người mà kiểu đá chuyên nghiệp như futsal như anh Luân này thì mình có thể là kiểu phong thái rất là nhẹ nhàng tự tin. Đâu chứ phong thái đâu thấy mà thấy mệt lắm đâu. Thấy mệt lắm, thấy mệt lắm. Thấy phong thái nữa. Mày quá. Nhưng mà may quá không xỏ háng được phút mà Luân xỏ háng được. Rà quá. Luân sư vận mãi đỉnh. Đó. Ok, kết thúc một buổi đá banh banana ở sân bóng banana thi freestyle. Điện thoại đặt sân đây, nhớ nha mọi người, tới sân đá thì nhớ up hình hay up clip, nhớ hashtag Việt Nam banana zone, một cái sân chơi banana độc nhất tại Việt Nam lúc này nha. Mốt mình sẽ lắp đèn để đá buổi tối luôn. Rồi mấy anh em đây thì đã chuyển qua sân 5 người trong này, sân banh Phạm Minh Giang. Đây là một sân 7 và 3 sân 5. Đó, mấy anh em chia đá sân 5. Clip thi đấu trận sân 5 này mình sẽ up sau nha. Rồi, ở đây là có sân banana 11 trong kia, sân 22, 33 đây, và sân 55 rồi sân 77 luôn. Rất là nhiều sân thi đấu bóng đá cho ngay tại sân Phạm Minh Giang. Địa chỉ mình để dưới phần mô tả nha. Địa chỉ để phía dưới phần mô tả. Rồi, video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Anh em nào thích bộ môn bóng đá banana này thì đừng quên để lại một comment nha. Tương lai mình sẽ tổ chức những giải thi đấu bóng đá banana như thế này. Nếu mọi người thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like và đỡ đăng ký kênh đón chờ các clip mình trong thời gian sắp tới nha. Mình là Bấm Thi, xin chào, gặp lại, bye bye.